Xin chào các bác nhá, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Đó, hôm nay em có khoảng 9 bộ, 9 bộ dàn mini các bác nhá. Thì công suất của máy này trung bình tầm 3 mấy 40 hay 50 gì đó. Thì em quay từng bộ cho các bác coi. Đó, thì tất cả những cái bộ này nó giá nó là 800 ngàn bộ nhá. Đó. Thì đường kính loa của cái này thì trung bình nó là 12, 10-12 đó. Đó thì trung bình thì nó tầm 10-12. Nhà tất cả đồ này nó của đồ của Nhật nhé bác nhé. Nó sử dụng điện nguồn điện 100V. Không có cái nào điện 200 nhé, các bác lưu ý nhé. Thì cái này em bán sao em bán nó giá nó 800 ngàn. 800 ngàn của nó bây giờ em bán nó chỉ là loa sống thôi. Đó, không có quan trọng đến những chức năng khác của nó nữa. Thì bình thường những cái bộ dàn mini bình thường nó cả đĩa CD. Đó, CD và MD. Đấy. Đấy, chẳng hạn như những con này chẳng hạn như CD và MD đấy. Nhưng mà em giờ em bán nó là chức năng nó chỉ là cắm điện thoại hoặc là TV qua thôi, gọi như là chức năng của một chiếc dàn nghe nhạc vi tính, thế là xong. Đó. Đó, có con thì nó đầy đủ, có con thì nó mất cái lúm này. Đó. Đó. Thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu bác, nhưng mà chất lượng của nó mang lại thì nó khác. Đây, con này có ổ đĩa của nó là 3 ổ này. Đó, nhưng mà em bán nó là coi như là đã không còn gì nữa. Chỉ gọi như là phát nhạc nghe nhạc thôi. Đó. Tại vì bác nào mua về nếu mà thử nó chạy ok thì ok. Đa số là MD nó chạy hết bác, ít khi MD chết lắm. Đó, còn bác nào muốn nghe CD nữa thì về nghiên cứu thôi. Em không có thử từng bộ nữa. Em bán đúng cái giá này, không có phí vận chuyển các bác nhá. Không có COD, không điếc gì hết nhá. Bác thông cảm cho. Bác cái quen thì em vẫn gửi cho gánh na thì bác đặt cọc cho em. Tiến triển không có, 800 ngàn. Đây, con này mất lúm này. Đây, loa tí em sẽ mở nhạc cho bác nghe test, nghe cái âm thanh cùng một bản nhạc và mỗi đôi loa và mới một chiếc. Đó, các bác nghe cho nó vô tư. Bác nào đến trước sẽ được những cái bộ mình ưng ý. Rồi, đầu tiên sẽ gửi cho các bác nghe cái bộ Panasonic nhé. Panasonic, em sẽ quay cho các bác xem cái phía đằng sau của nó. Đây. 35W này. Đó, đây là cục dưới của nó này. Cục của nó làm 3W nhá. Đấy, con này nó chơi này, các bác nhìn kia. Đó, một loa ra 2 dây. Đó. Đó, cái này các bác nghe nho nhiều các bác biết rồi, nó là loại gì rồi. Đó. Đó, một loa ra 4 dây thôi. Mở to, rồi em sẽ mở to cho bác nghe thử nhá. Những cái bộ này em đa số là em test hết lúc sáng rồi, nhưng mà cho bác nghe sơ sơ qua thôi. Còn bác nào mà bảo loa trong siêu thị mà cái loại mà loa vi tính mà có củ súp nghe hay hơn thì mang vào đây nhá, thử nhá, xem nào hay hơn nhá. Bác đừng bốc phét. Cục này cái loa này nó chỉ có một đôi loại thôi, nó không có loa súp đâu, nhưng mà nghe âm thanh nó khác nhá. Đó, đây là bộ của Đờ Lông. Bình thường một cặp loa không em bán không thôi, của Đờ Lông thôi nó là mấy trăm ngàn được, 500-600 ngàn một đôi rồi. Đó, mất cái đúm này, coi như em bán nó là chức năng, bây giờ là cái bộ loa vi tính thôi bác nhá, không bán chức năng khác nữa. Đấy, về CD chạy là ok, mà lấy chạy là các bác ok. Đó, còn em bán đây này, bán giá theo là cái bộ này là chạy thôi, chứ không có liên quan đến cái chức năng gì khác của nó. Đờ Lông 50W đấy. Củ Đờ Lông. Em rơi à? Đó, thì em chỉ test sơ sơ qua cho bác và coi cô bác nhìn cho nó ấy thôi. Chứ bộ này em bác chưa cái chung là giá tiền của nó thì
cái chất âm của nó mang lại thì chắc chắn nó sẽ khác rồi, chức năng của nó luôn. Em nói bác nào mà có cục có xe tải ấy. Đấy, xe tải nhá, em nói bác có xe tải đó. Chơi một cục, tại vì xe tải nó cabin nó rất là rộng nên nó có thể để được hai chiếc loa này, một cái cục đầu này vô tư luôn đó. Chơi thì em nói bác dừng này, trong xe tải thì quên sầu luôn nhá, mấy cái loa này thì khỏi suy nghĩ luôn. Điện thì lên thì đơn giản thôi, tại bây giờ đang cắm điện 100V mà nó xài DC hết mà, mắc lên bà thợ tháo ra nó đưa điện DC thôi xài. Nó nhắc lại các bác nhé, 800.000 bộ không bao phí vận chuyển, không COD. Con này cái nút này để chỉnh cửa vào nhá. Đấy, AUX. Bộ kế tiếp nó cũng là một bộ nó cũng rất là rất hay, mấy cái dàn cây đút đó, bộ số 3 giá 800.000 nhá. Bây giờ em thì quay sơ sơ các bác coi thôi, mà thử hết cái bộ này rất là lâu đó. Bộ soli các bác nhá, bộ soli nó nghe cực phê luôn. Soli này, thằng soli nó có một lỗi các bác nhá, thằng cái màn hình nó cứ trắng, lúc mà cắm điện lên nó chỉ có màu lên thôi đó. Các bác chỉnh cái thằng này ấy. Đây này, kéo xuống nó có chữ này, function này. Đấy, và chỉnh ngõ vào, coi như bác phát nhạc đi, bác nhấn nút này đó, nó ra đến cái cổng CD, cái cổng AUX đó là phát nhạc ok đó. Là các bác có để nghe cổng nó nghe hay thôi đó, nghe suốt cổng đó, tại vì nó còn không, bác cứ nhấn nút này nó chuyển cổng mà không sao hết, tại vì màn hình nó không nhìn thấy đâu. Nhưng mà em nói bác cục này nghe cục phê luôn đấy, cục Sony này đó, đã luôn đấy, coi như là 500.000 một đôi loa, đó. Còn 300.000 cục này, ken nút, cục này là có bảng đài biết gì nữa đây, thử thì nói chung là thử hết thì nó rất là lâu, đó. Loa 12 đó. Rất là hay nhá bác, ken nút nghe cực hay, bộ này thử hết rồi. Rồi, cặp này cặp một bát Solix. Cặp này nó mới mục viền rồi các bạn. Mục viền rồi. Cái viền này về thay viền. Mà bộ nó nghe rất gấu chứ. Đó, nó cũng mất mấy cái nút chỉnh volume này. Bộ này nghe đã lắm. Con này có nghe thẻ nhớ luôn. Đó, cắm thẻ nhớ. Đó, CD, MD này. Con này nó có, em nó chơi được 5 đĩa CD chứ. Biết chạy không, chơi 5 đĩa đó. Rồi con này bớt 100.000 nhá, 700. Đó, loa này cực gấu các bác nhá. Đó, loa.
số ly này, bộ này nghe phê rất là quan này, 800. Cái nút này. Các bác nghe mỗi bộ nghe một xíu cho nó dễ mua, không nhiều khi bác bảo mẹ đéo nghe tiếng gì mà mua biết được nó thế nào đó. Cho nghe cũng là một bản nhạc đó, các bác nghe từng một bộ một thì nghe cũng khác nhau đâu các nghe. Em quay được 30 phút mà giờ 11 phút thì ra kia nó còn 5 bộ nữa, cố gắng quay mỗi bộ nghe khoảng 30 giây rồi. Nó các bác nhìn thấy màn hình nó màu trắng này. Đấy. Có nhiều bác ngại những bộ của Trung Quốc xuất Nhật đấy. Đấy, em nói các bác nhá, không phải bộ nào giống bộ nào đâu, em nói thật các bác luôn đấy. Có bộ Nhật nghe rất dở, có bộ Trung Quốc nghe rất hay. Quan trọng là cái chất lượng lúc nó sản xuất ra, cái theo tầm giá của nó. Nên các bác đừng quan ngại phần đó, em nói thật các bác đấy, đừng nghĩ là Nhật hay nhá. Nó tùy vào kêu từng bộ thôi nhá. Bộ này Soli nhá, bác nghe, bộ này nghe rất đã nhá. Lên lúc không ấy, em nói là lúc thì nó lên chữ, nó lên đèn, nhưng mà có lúc nó lên chữ, lúc này không. Đấy. Các bác thì cần chỉnh ở đây thôi này, đấy, nút này, đấy, sang CD này. Đó, các bác cứ nhấn mà bao giờ nó ra cái chữ mà không có chữ là bằng nghe thấy tiếng phát nhạc này là còn là ok ấu ý. Các bác để nguyên như vậy nghe điện thoại máy tính thôi. Bác nào có xe tải lớn ấy, cho một cục này vào thì mẹ nói bác nghe quên sau luôn nhá. Đóng cửa là lúc mà bốc hàng và đợi hàng đấy, hoặc là đợi chở hàng ấy. Cái này nghe ban đêm nữa thì thôi rồi luôn. Trường Vũ với cả loại mà Trường Vũ hay là Chế Linh hay liếc gì nghe phê đấy các bác ạ. Đó, tại vì cái loa trên xe tải bác biết rồi. Ôi, cái loa đó nó vừa hát nó vừa khóc kìa bác. Hát gì mấy cái loa đó, mấy cái loa của Trung Quốc. Trung Quốc mà mấy cái loại sản xuất đại trà ấy. Nghe ra cái mẹ gì đâu. Đó, bác nghe cái nút này. Đó, nghe cái nút thể hiện. Rất là lớn các bác nhá. Đó, nhưng mà loa nó không bẻ tiếng các bác nhá. Đó. Còn các bác mà mở loa vi tính, em nói bác mở lên nó bẻ tiếng, không bẻ tiếng gọi các bằng cũ luôn. Đó, giờ em lại chuyển sang cái khác các bác nghe. Đó. Thế các bác thấy không? Nó bụi bẩn, nó là người tính nguyên si, em không có bóc đâu. Em nói bác em bán cái này coi như là hàng không có e căng, bác lưu ý nhá. Hàng không có e căng.
nếu có cái căng của nó tìm vừa để em lắp vào để có cái căng, còn không có là không có cái căng, các bác lưu ý cho em nhé. Coi như là không có cái căng luôn, nếu mà có thì em sẽ kiếm cho các bác là gắn vào là có không có thôi. Em bán như này coi như là không có cái căng cho nó dễ. Không nhiều lúc các bác là bán gửi về không có cái căng là mất công đó. Nói trước từ ban đầu luôn. Đây, tiếp theo là bộ dàn này là của Panasonic. Chấm sơ rồi. Màn hình nét luôn đấy, bác nghe thấy chưa? Bác nhìn này, loa bục luôn nữa bác nhá, rách về luôn này. Đó, trên này đang mục này. Nhưng mà bác nghe nó vẫn như vậy đó, còn của mình mà nghe mà rách về mà nghe được nữa thì đấy. Hai dây của nó này. Đó, rách chưa mà nó vẫn còn nghe tiếng như vậy các bác ạ. Đó, con này màn hình nét rất là tiên tiến. Này, các bác này chỉ về thay cái viền này thôi, bác nào thợ thay cái viền này nghe phê lắm các nhá. Rồi, sang bộ Kenwood Panasonic đen thui luôn đấy. Màu đèn nó M37 đấy, nó ghi là M37 trên đó. Con này nó chơi cái thẻ nhớ mà bác này này. Đấy, thẻ nhớ đấy. Coi như em bán nó là chức năng loa vi tính thôi, không có bán chức năng phụ khác của nó, CD, MD gì đâu. Có con về là xài, bác xài, không xài thì thôi. Coi như là bán chức năng này thôi, lưu ý nhá. Đấy, con này đứng kính loa chắc là 12 này. Con này chắc là 10 này. Con này mất màn hình rồi. Mang ở dưới các bác nhá. Soli giống cái bộ vừa rồi bác nhá, nhưng mà hai loa khác nhau. Này đánh cực mạnh luôn này. Bác nào có cái xưởng nhỏ nhỏ cắm bộ này vào nghe dòng dã luôn đấy. Nó lên đèn màu trắng đấy, nó trắng trắng đấy, nó còn lên chứ nó không lên chứ. Oh,
như là loa của nó lên maximum rồi các bác nhá, 80-90% rồi đó, các bác nghe tiếng nó biết rồi nhá. Đó, còn đây là tiếng nhỏ nhỏ bình thường đó, chung là nhỏ ra nhỏ mà to ra to chứ không có lẫn lộn được đó. Đấy các bác lên lại lên chữ này. Đấy, đấy bác lên lên đấy, đúc lên đúc lên. Em đang nghe cực vơ dừng hai cái bộ xoá ly này nhá, bộ này với cái bộ này này, đấy rồi. Tiếp theo là bỏ cái nút nữa này, cái nút nghe cũng rất là hay, chất lượng rất là tốt, 800.000 quá vậy. Hoặc một bác thích nghe lưu diêu như thế này đó, nghe nhỏ đó trong phòng đó, nghe như này, thích nghe to mà ra xưởng nghe đó. Rồi xin chào các bác nhé, bây giờ em đến đây tạm dừng. Bác nào nhu cầu mua thì cứ liên hệ với em nhé, giá đã không bao gồm phí vận chuyển, không COD đó. 800.000 bộ. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.